Rồi, đang cơ quay check by turbo. Xe này thì em quay khá nhiều rồi. Quý anh chị nào đang ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn mà mình cũng khá là ngại đi xuống Hà Nội khi mà phải tuân thủ những cái điều kiện phòng chống dịch thì mình có thể qua showroom trực tiếp ở Bắc Ninh. Bên em cũng khá sẵn xe xem và có thể tư vấn cho quý anh chị, mặc dù chỉ là văn phòng bán hàng thôi. Rồi, mẫu xe Ford Ranger Wildtrak này thì cũng rất nhiều bác xem review rồi, cũng rất nhiều video rồi. Giá bán niêm yết là 925 triệu đồng. Thời điểm cách đây khoảng vài hôm khuyến mại đâu đó vào khoảng 70 triệu. Tuy nhiên thì vài hôm tới này đây giá cũng sẽ là co rồi. Đâu đó về khoảng 60, hơn 60 triệu. Chắc cũng chỉ được 65 triệu thôi. Co lại một chút cũng rất là phí trong thời điểm dịch bệnh như này. Thì mình đang có nhu cầu mua xe, cần tư vấn hay nhận thêm khuyến mại báo giá thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm trên màn hình. Đấy, mình được hỗ trợ cách tốt nhất nhé. Giá xe thì thường sẽ thay đổi liên tục theo thời điểm và theo cái lượng xe tồn. Rồi, với những quý anh chị mà lần đầu xem video hay lần đầu tìm hiểu về Ford Ranger Wildtrak thì duy nhất phiên bản này chúng ta sẽ có cái màu cam đồng đặc trưng như này. Thứ hai là Ranger Wildtrak là phiên bản duy nhất, còn lại chúng ta có hệ thống cảm biến bằng radar đó, tự động phanh, rùi chuồng, hỗ trợ thoát khỏi chuồng. Đấy, chúng ta có đến 6 cảm biến xung quanh xe này. Những cái công nghệ này thì được trang bị trên phiên bản từ 2018 đến cái này có thể nói là bản nâng cấp nhỏ nhỏ thứ 3 rồi. Với phiên bản đầu tiên chúng ta sẽ có đèn tròn, đèn đây, đèn halogen các thứ là đèn tròn. Bây giờ trang bị full led rồi. Đời thứ hai trang bị full led rồi. Vẫn là ngày xưa thì là mâm phay màu bạc. Còn đến đời thứ ba như bây giờ ấy thì toàn bộ là mâm đen thể thao, thanh thể thao cũng chuyển thành màu đen và một số option không cần thiết với cái thị trường ở Việt Nam, Đông Nam Á thì cũng được lược bỏ bớt để tăng cái sức cạnh tranh hơn so với các mẫu xe như là Hilux hay Triton. Rồi, phiên bản này thì quá nổi tiếng rồi. Chúng ta sẽ được trang bị đèn auto này, điều chỉnh góc chiếu sáng này. Đây là điều chỉnh góc chiếu, độ cao góc chiếu này. Cruise control, adaptive cruise control. Và hơi tiếc là trên phiên bản đời thứ 3 này thì mình sẽ không còn cái chống ồn chủ động. Đó, duy nhất một điểm hơi thiếu sót thôi. Còn lại thì chúng ta vẫn được trang bị ghế da này, điều chỉnh điện này. Đây là xe nguyên bản nhé, nên là chúng ta không có bọc da, bọc vô lăng hay camera hành trình trên xe. Ngoài ra thì chế độ gài cầu, hai cầu nhanh, hai cầu chậm, khóa phi da điện, cầu sau. Đó, cân bằng điện tử, tắt cảm biến hay là hỗ trợ độ đèo leo dốc thì chúng ta vẫn được hỗ trợ đầy đủ ở trên phiên bản này. Nhiều bác hỏi cái cộng trừ này là gì thì đây là bộ giả lập số khi mà chúng ta sử dụng và đa phần sử dụng ở trên đường đèo dốc, khi mà chúng ta có nhu cầu chuyển số tay. Thật sự là nó chỉ là giả lập thôi. 10 cấp số thì đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì thường chỉ lên cấp số 8 thôi, cấp số 10 thì thật sự rất ít bác có điều kiện trải nghiệm trên cái cung đường ở Việt Nam. Điểm hạn chế tiếp theo thì tất cả đầu bán tải rồi, chúng ta đều sẽ không có độ ngả của hàng ghế thứ hai nhé. Phiên bản này thì được trang bị ghế da thể thao khâu chỉ vàng đó, bệ tí tay, bộ cứu hộ các thứ thì sẽ sau hàng ghế thứ hai như này. Các bác chỉ cần kéo dây ở đây giật ra đó thì kéo xuống, chúng ta sẽ có bộ cứu hộ ở đây. Rồi, với mức giá dao động vào khoảng 60-65 triệu đồng thì lăn bánh mẫu xe này đang đâu đó vào khoảng xuất sắc hơn 900 với khách hàng ở tỉnh địa phương. Ngoài ra thì mình có thể cân đối trang bị thêm những cái bộ nắp thùng như là nắp thùng cuộn hay nắp thùng thấp để tăng độ thẩm mỹ. Xe thì đã trang bị sẵn nắp thùng cao su và thanh thể thao rồi. Phiên bản này thì thật sự là cũng rất nhiều bác
đã được xem, được review và được khen chê rất nhiều rồi. Tóm lại thì ưu điểm về đầu xe này thì chắc chắn rồi là quá phổ biến và thật sự là cái công năng sử dụng nó rất là tốt so với cái mức giá. Thứ hai là về những cái đầu xe Ford Ranger thì chúng ta đảm bảo cái tính thanh khoản với những cái dòng xe bán tải, mua đi bán lại rất là nhanh và giữ giá. Ok, nhược điểm thì như em đã nói ở trên xe, và ngoài ra thì bây giờ xe là xe lắp ráp trong nước, có thể giá so với xe nhập khẩu nó sẽ thanh khoản trên thị trường xe cũ nó sẽ không được tốt bằng. Tuy nhiên thì mình cũng không nên quá quan tâm về vấn đề này. Rồi, sơ qua về giá bán, ưu nhược điểm của cái mẫu xe Ford Ranger Wildtrak, và anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu mua xe, xem xe trực tiếp thì bên em rất vui lòng hỗ trợ cho những khách hàng ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương. Mình đang có nhu cầu đi lại tìm hiểu xe, muốn xem xe trực tiếp thì có thể liên hệ trực tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.